Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ giải cái nghĩa của cái đoạn câu 921 đến 940 nha. Vì cái đoạn phần nghe này nó khá dài, quá hai câu cuối á, trong 20 câu mà mình thi nghe á, nên là mình sẽ giải có 20 câu thôi nhá. Rồi, giờ gia đình chung của kỳ sở ma tông an han cung ma được hiểu thì bạn nữ nhân vật nữ đã học tiếng Hàn ở Trung Quốc được bao lâu? Cái này 6 tháng một năm, 2 tháng một 6 tháng với một năm. Và cô chúc mình là chưa từng học nè. Chưa từng học. Union Shockey ta là chưa từng học. Câu số 2 là thử đến nê dung qua thả đến còn xưng cô rư. Cái câu nào mà nó khác với cái nội dung mà bạn đã nghe? Su âm rô rư, nê xì hành xưng người ta là không trả học phí. Không trả học phí. Chu cấp su âm bình phong y đê người ta là lớp sơ cấp thì có vào ngày thường. Lớp trung cấp thì có vào thứ bảy. Thứ bảy. Và do cho nên chu cấp chu cấp luôn Pakistan ta là cái bạn nữ này sẽ học cái lớp sơ cấp. Rồi chúng ta vào đoạn hội thoại xem thử nhé. Hangugo Kuyugwonimida. Đây là trung tâm đào tạo tiếng Hàn ạ. Yoboseo, alo. Có ghi sao hắn cũng mang được phiếu đâu qua nên đề. Tôi định học tiếng Hàn ở đó nhưng mà mà ra cái swap đi sẽ mà ra kia là lớp giao tiếp tiếng Hàn có không ạ? Có cái lớp nào giao tiếp tiếng Hàn không ạ? Nè sẽ vâng có ạ. Grande, đề Olma Tông Anh hắn cũng có được phiếu sẽ. Thế nhưng mà bạn đã học tiếng Hàn Olma Tông Anh là được bao lâu rồi ạ? Hắn cũng kêu ghi cho nè. Trước khi đến Hàn Quốc thì Trung Quốc kể do UK World Anh phiếu sinh này ạ. Trước khi đến Hàn Quốc thì tôi đã học trong vòng 6 tháng rồi. Chrome, vậy thì Trung Quốc kế do Hàn Quốc công qua xin bên thì kế sở là gì? Trung Quốc kế do, vậy thì học từ trung cấp ha. Trung cấp là trung cấp. Vậy thì học từ trung cấp là được rồi. Suốt si in, giờ học, tiết học, lớp học thì, giờ thời gian học thì, ở trước kia thì như thế nào ạ? Thu yu thứ bảy, ổ chân, giờ si bù thờ, từ 10 giờ đến han si là gì? 1 giờ chiều. Theo nghĩ ngày thường suốt đi học sẽ không có cái nghe lớp học, không có cái tiết cái lớp vào ngày ngày thường ạ. Để theo nghĩ đề nên vào ngày thường thì chu cấp suốt ăn thì xem ta chỉ có lớp sơ cấp thôi. À, suốt nhiêu lên ở mày á, học phí thì bao nhiêu ạ? Học phí thì bao nhiêu ạ? À, suốt nhiêu lên mũ rồi mày ta, free, miễn phí ha. Rồi, vậy thì chúng ta xem nào. Ở trên đây người ta học ở Trung Quốc, hỏi bạn nữ là đã học ở Trung Quốc được bao lâu, là bạn ấy học ở UK World. Chú ý này, UK World là tháng 6, còn UK World là học trong vòng 6 tháng ha. Thì nó khác nhau ở chỗ này nhá, chứ đừng nhầm lẫn ha. Tiếp theo, là không trả học phí thì là đúng ha. Mà cái này yêu cầu người ta yêu cầu mình chọn là khác nè. Cái nào mà khác, vậy là không trả học phí là đúng. Đúng thì suy ra câu này, không trả học phí thì đúng, câu này đúng thì... câu này đúng, không phải câu khác. Cái lớp sơ cấp thì chỉ có vào ngày thường cũng đúng luôn. Lớp trung cấp thì học vào ngày thứ bảy là đúng ha. Rồi suy ra ba câu này đúng thì câu 4 sai nè. Lớp sơ cấp thì bạn nữ này sẽ học lớp sơ cấp là không đúng ha. Bạn ấy học lớp nào ạ? À? Trung cấp nè. Chrome trung cấp thì do công bố ha xi men thì ha là học lớp trung cấp ha. À, chúng ta sang câu số 2 nè. Nam gia nên ồ đi thả cho ta chi ta là bị thương. Cái bạn nam này bạn ấy bị thương ở đâu? Pai là tay. Ta đi là chân. Sunkarak là ngón tay. Pai karak là ngón chân. Rồi, nam cha nên thật xin nuôi. Sau khi cái người nam này bị thương thì mua xin chị bọn cho hết xin các thì bạn ấy làm cái gì trước nhất? Chị là nhất ha, bọn cho là trước. Bạn ấy làm cái gì trước tiên vậy? Pa de bung te du kham mat sư này là bung te là gì? À, bông băng tay, à, băng bó ha, băng bó tay. Câu số 2 là ngâm nước vào cái nơi mà bị bỏng, tê tà là bị bỏng ha. Rồi sang soi dẫn cô được palat sư này là
sang cho là bị thương. Dân cô là thuốc mỡ. Barata, baruta là bôi ha, đã bôi thuốc mỡ vào cái nơi bị thương. Câu thứ 4 là câu thứ 4 là gì? Paru kakaun pyeongone gassuneda, đi nhanh đến bệnh viện ở gần. Đi ngay ngay ha, paro là ngay. Paro có nghĩa là ngay, đi ngay đến cái bệnh viện ở gần. Rồi, xem cái đoạn hội thoại nào. Ở tika an chua so so seo. À, câu này câu hỏi ha. Ăn đâu ở đâu mà ăn tới vậy ạ? Ăn đâu bất tiện đâu mà ăn tới, ăn đâu ở đâu mà ăn tới vậy? Ý duy cho nè, một tuần trước sunkaraki, sunkarak là gì? Ngón tay. Sunkaraki chum bure thiyonnende, sunkarak là ngón tay, chum bure thiyonnende là gì? Ngón tay tôi bị bỏng nên là anasseyo, anasseyo nó không có đỡ. À, và cái chữ đỡ này là cái chữ natta này ha, đỡ. Và khi mình chia a cho vô thì đây là bất qua quy tắc của siot và nó sẽ biến mất cái chữ sờ đi nên nó thành là nasseyo, chia thì quá khứ nha. Ở ti chum pupsida, à đâu để tôi xem nào. Pyeongone chum to ichik là sớm ha, ojigiretseyo. Khi mà chúng ta có cái động từ chikuretta là kiểu á, người ta đang trách móc lại cái đối phương rằng tại sao không làm một cái hành động gì đó ha. Đáng lý ra là gì? Pyeongone chum to ichik ojigiretseyo, đáng lý ra là bạn phải đi đến sớm bệnh viện, đến sớm hơn mới được chứ. Đó là đang trách móc ha. Thì ở sutenin, khi bị bỏng, khi đã bị bỏng thì paro chaka mure thamga rồi, vì tôi đã ngâm ngay vào nước lạnh nên là ứng cấp cho chirahaku là gì, tôi đã xử trí cấp cứu rồi, sau đó giặt tú xa xò rồi tôi mua thuốc palasio, tôi mua thuốc tôi đã bôi rồi. 그런데 점점 안 좋아하시네요. Thế nhưng mà tuy nhiên, 점점 là nó dần dần, 점점 là dần dần, an là không, 좋아지다 tính từ mà cộng ao chi ta là trở nên không tốt ha, nó biến cái tính từ thành động từ. Thì cái chỗ này là gì? Chua chi nèo, chua chi nèo, ăn chua chi nèo, trở nên không tốt. Sang cho ca sim mê sò, vì cái vết thương á, sang cho là vết thương, vết thương bị sim ma ta là gì? Nặng, nên là khử đề ở, nên nó mới như vậy. U son so tốt ha cô, trước tiên thì bạn hãy khử khuẩn đi. Sau đó thì yên cô được phá được cô, yên cô là thuốc mỡ. Paruta là bôi rồi bôi thuốc mỡ. Bung te được khẩm mà. Rồi gì? Bông băng lại. Thứ riêng thế này ca. Rồi mua đê thả chi chi ảnh tôi rút chú chi ma dìu. Sau đó thì gì? Để cho nó không bị vào nước. Để cho nó không vào nước. Thì hãy cẩn thận. Mua đê ta chi chi ảnh tôi rút. Đừng có chạm vào nước nữa ha. Đừng có phần bị thương. Đừng có để chạm vào nước nữa. Cứ đi cù. Đây tôi. Nào dìu. Và ngày mai bạn lại đến đây. Bạn hãy đến. Và thứ ra bạn này chọn đáp án 922 là đáp án số 3 là bị thương ở tay. Và sau khi bị thương ở tay thì cái bạn này, bạn làm cái hành động gì trước tiên là gì? Bạn ấy đã ngâm nước trước ha, ngâm vào nước trước rồi ha, ngâm vào nước lạnh á, nước mát. Rồi. Rồi chúng ta sang câu số 923 ha. Uống nước là hôm nay. Uống nước có nghĩa là hôm nay. Muốn xin vui đêm này các. Hôm nay là ngày thứ mấy? 223 ổn là hôm nay là ngày thứ mấy ha? Mù xin vui là thứ mấy? Vui này là thứ, hôm nay là thứ mấy? Là thứ hai, thứ tư, thứ bảy và chủ nhật. Nam sao nên quê ưng hay ngay cầm này các lý do tại sao bạn ấy lại đến ngân hàng? Tại sao nhân vật nam lại đến ngân hàng?
Tôi nên cho cơm Haruko là để gửi tiết kiệm. À, để gặp bạn. Để gửi tiền về quê. Để làm lại số tài khoản. Rồi, bốn cái đáp án là thấy cái động từ uroko này là để ha, dịch là để. Nó bằng với động từ uro và đằng sau cái cấu trúc của những cái cấu trúc này á thì mình sẽ có những cái động từ di chuyển như là kata hoặc là đi. Rồi. Bây giờ mình sang cái đoạn hội thoại ha. Hỏi tí cá xíu. Những cái phần này là mọi người mà học tới cái câu 900 mấy là có nghĩa là mọi người đã có một cái lượng kiến thức nhất định rồi, nên mình sẽ không giải thích kỹ về những cái phần mà rõ thêm mình những cái cấu trúc thêm mà mình chỉ nói nghĩa thôi chứ mình cũng không ghi rõ ra nhé. Rồi. Hỏi tí cá xíu. Bạn đi đâu vậy ạ? Đến nghe nghe khải rồi. Tôi đi đến ngân hàng. Cúi anh nghe sung cơm ra rồi. Này là để này. À, đồ cô là để. Sung cơm là gửi. Gửi tiền về. Về quê. Ý rồi, in đen nghe á. Ngân hàng ư. Ủa nếu ý rồi đến đèo. Hôm nay là ngày chủ nhật mà. À, ý rồi đến in đen mua nên giờ. Anh giờ sao này ạ. Chẳng phải là ngày chủ nhật. À, sao này giờ là chẳng phải. Động tính từ sẽ cộng với sao này giờ ha. Chẳng phải là ngày chủ nhật là ngân hàng không có mở cửa sao. Ủa đi tông nê nên. Ở phường của chúng tôi thì ý rồi đê tô vào ngày chủ nhật thì cũng in đen mua nên giờ lời ạ. Cái cũng mở cửa ngân hàng mở giờ ta là mở ha tên nên mua là cửa ngân hàng về cúc kinh nô tung cha từ đi mã đi sai quỷ có tình nhỏ vì rất là nhiều ở quê cúc kinh nô tung cha là gì người lao động nước ngoài sống ở đây nên là phong nghi đề vào ngày thường itemune vì cái công việc ngày thường danh từ cộng itemune là vì công việc ngày thường nên tên nghe khải suộc sunika phải không thể đi đến ngân hàng ư nghe nghe chó Ý đuôi đê tô mua nên dễ lo chua xèo. À, vào ngày chủ nhật và ngày ngân hàng thì cũng dễ lo chua xèo là cũng mở cửa cho. Ý dung ha nên sa đam tư đi mà này á, có nhiều người sử dụng không? Ý dung ha ta là sử dụng ha, sa đam tư là người. Sa đam mẹ mana mà nên xin mũi lại ô. Không biết là nhiều bao nhiêu người nữa nhưng mà một thùng bình thường hăng si can xin khi ta đưa ra thì ạ. Ở sao đam mê mana mà nên chi mua đầy không biết rằng là nên chi mua đầy không biết rằng là bao nhiêu người nữa nhưng mà bột thông là bình thường han sara han si can sum là gì khoảng khoảng tầm một 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 bột thông han si can là một tiếng là kita đi tài là gì chờ khoảng tầm một tiếng rồi tại vì chúng ta xem cái đoạn câu này mình chọn đáp án nào nè hôm nay là ngày gì đuôi đúng không ạ một chân đuôi đi mệt cá nên là ngày chủ nhật rồi. À, 923 là gì? Nắm ra đến quê bên nghe ngay cầm này cá. Lý do tại sao bạn Nam mà lại đi đến ngân hàng? Bạn ấy gì? Gửi tiền về quê ha. Khui ha nghe. Thu nên phù nê đâu cô. Hiểu. Bạn ấy đi để gửi tiền về về quê. Rồi, chúng ta sang câu số 924 nè. Thu sa đam minh chỉ cứ mỏi tiê. Thì xin mời các hai người này bây giờ đang ở đâu? Đây là bệnh viện. Này xong vận động. Này là xưởng làm việc. Và cuối cùng là cửa hàng quần áo ha, clothes store. Ta âm chung nắm cha chắc chung ha nên hay ha nên có chữ mua xin mời các. À, sau đây cái người đàn ông cái ông vật nam này phải mang phải đội đội cái gì là phải mang phải đội cái gì mình sang đội thoại nhá Paru Pacharusti anh ba Charu về ăn cho mua đồ ăn sốt xíu ăn cho mua là mũ an toàn à mũ bảo hộ ăn sốt xíu tại sao anh lại không đeo mũ bảo hộ vậy nó mũ thua cho vì nóng quá hot sốt xíu tôi đã cởi ra rồi thua tù ao cho tôi là gì động tính từ mà cộng a hoặc là gì auto
Mình dịch là cho dù ha. Cho dù có nóng thì sắc cốc chu nghe, danh từ là gì? Cộng chu nghe là mình dịch là đang. Đang trong khi làm việc là ăn trong mô được xuyên ảnh đi, không được cởi mũ bảo hộ ra. 위에서 물체가 떨어지면, nếu như cái vật thể, có những cái vật thể mà rơi ở từ bên trên xuống, so là từ ha, và quy là trên, tolochita là rơi. Nếu mà có vật thể rơi từ bên trên xuống thì morika tha moriru tajisu ikodanyo, là có thể bị thương ở ở đâu thì có thể bị thương ở đâu thì có thể trường là vì ha họ sơ sư gì à, anh hãy mang nhanh vào đi. Ne aigesunida, vâng tôi biết rồi ạ. À, thì ở đây là gì, cái người nhân vật nam này phải đeo đó chính là mũ bảo bảo hộ ha. Rồi anh này anh đang làm ở đâu, ở xưởng làm việc nhá. Gì chi cơm tu cha ra mơn chi cơm o thì xin các đang làm ở xưởng làm việc, ở địa điểm làm việc hoặc là công trường ha, công xưởng. Rồi và sang câu 925 nào. Nam trai cả chỗ quân mô tu mềm mềm em các gia đình của bạn nam này có tất cả là bao nhiêu người. Nam trai gió tung xe nghe thể hàn son meo người đâu mặt chỉ ảnh nên, mặt chỉ ảnh nên là gì, không đúng ha. Hãy chọn cái câu không đúng về lời. Son meo là giải thích về gì, gió tung xe em gái của bạn nam này ha. Túc túc thông minh. Đủ đây đưa xả đam này ta là gì, hát giỏi, hát hay, hát hay, hát giỏi, giỏi học, giỏi học, giỏi và giỏi tin học. Rồi chúng ta sang đoạn hội thoại nào. Annyeonghaseyo là xin chào. Chào đến Việt Nam saram입니다. Tôi là người Việt Nam. Uri gajokun, gia đình của chúng tôi là có aboji, bố, ommoni, mẹ, yo dongsaeng, em gái, kurigo cho. À, em gái và tôi. Motu ne myeong입니다. Tất cả là có 4 người. Motu Hanoi e salgo isseumnida. Tất cả đều sống ở Hà Nội. Aboji는 bố thì Việt Nam 음식은 잘 만들고, 만드시고, mantu ta là gì, làm. Bố thì làm thức ăn, chế biến cái món ăn, nấu món ăn Việt Nam. Omonidu nure charasimida, mẹ thì hát rất là hay, hát rất hay. Charasimida kính ngữ đây ha. Che yo dongsaengun, em gái của tôi là thẻ sen, là sinh viên. À chu túc túc ham nida, rất là thông minh. Túc túc ha ta, thông minh. À, công bố tôi trả ra cô, em ấy học cũng giỏi và so với tôi thì em ấy cũng giỏi máy tính hơn nữa. Không biết tôi trả ra mày ta. Chúc cô. Không biết tôi trả ra mày ta. Để xem từ cái phần này là phần gì mà chụp qua bên này luôn. Chắc có lẽ là chụp lộn ha. Để xem từ cái phần này đã đúng chưa. Là câu đáp án của phần này là gì? Tất cả là có nê meo, nê meo là 4 người, mình chọn đáp án này ha. Cái phần này có vẻ là dư chụp của phần bên cạnh rồi. Rồi, xem nào. 비가 오면 두 사람은 어디에 가겠습니까? À, không phải câu này. Nếu cái phần nào mà không đúng về cái giải thích của em gái là gì? Thông minh là có nè, hát hay là của mẹ ha, mẹ hát hay, với bạn này học giỏi với lại gì? Mấy chơi máy tính giỏi thôi ha. Cái phần này là lỗi mọi người là chắc là cóp nhầm của cái phần bên cạnh thôi ha, thì nó không có đúng nghĩa của nó nhé. Rồi mình sang câu 926 nào. Ý năm gia đình chủ mà đây bố chứ hát của mình ca, cái bạn nam này bạn ấy định cuối tuần, chủ mai là cuối tuần làm gì vào cuối tuần. Chị bê do suy đô gu hành thì ta định nghỉ ngơi, nghỉ ngơi ở nhà. Tất cả bốn cái đáp án mà Roku ha tà này đều ghi đó, có nghĩa là định ha. Cái là định nè, định học nè, đá bóng nè, và đi đi đến công ty ha. Rồi 926번 비가 오면, nếu như mưa, nếu như trời mưa thì tu sa ramen ở đi ke e ga getsumika, nếu như mà trời mưa thì hai người này đi đâu, công ty.
Cực trang là rạp chiếu phim, rạp hát, trường và quán karaoke. Rồi, mình sang các đoạn hội thoại xem nào. Phần nghe. Rồi, chúng ta cùng xem cái phần nghe ha. Chú ba đêm mỗi hai còi đó, và cuối tuần bạn sẽ làm cái gì vậy? Giờ nên xịt bê ra suy đâu rồi đó. Tôi định nghỉ ngơi ở nhà. Giống su xin nên nhớ. Còn anh giống su thì sao? Cho nên xin cô tôi hà cô un tung hà đâu rồi à? Tôi thì lại định tập thể thao với bạn của tôi. Muốn xin un tung hơi cởi á. Bạn định tập thể thao gì vậy? Bạn sẽ tập môn gì vậy? Chúc cô hiểu. Môn bóng đá. 시간이 있으면, nếu như mà có thời gian thì à, cũng cần hà đâu gì à? Bạn hãy đến mà à, mà ngắm mà xem ha. Ở đi do hà nên đấy à? Anh làm ở đâu à? Anh chơi ở đâu? Anh đá bóng ở đâu? Ủa đi huyết ra khinh cho. Ở gần công ty chúng tôi. Nên hắc cho ủn tung ra nghề hiểu. Chúng tôi đá bóng ở cái sân vận động ở trường gần công ty chúng tôi. Thì câu miền, nếu như mưa thì ở thức kia á, thì làm như thế nào ạ? À? Thì câu miền, ủn tung mốt thể à? Nếu như mà mưa thì không thể tập thể thao. Thì câu miền, khá chi giọng hoa na, phù rô cài à? Nếu như mà trời mưa thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi, đi xem phim. D. Chú Ayo. Vâng, được thôi. Và đi qua đây chúng ta xem đáp án nào. 926 là vào cuối tuần này bạn nam này. Bạn nam này bạn ấy định làm cái gì? Là bạn ấy định đi đá bóng ha. Định đi đá bóng. Đáp án này ha. Còn thí câu biết là nếu như trời mưa thì hai người này đi đâu? Đi xem phim. Và xem phim thì chỉ có cực trang là gì? Rạp hát hoặc là rạp chiếu phim thôi ha. Đây là rạp chiếu phim hoặc là rạp hát. Rồi, chúng ta sang câu 927 nè. Y giờ cha nên ở đi sao y ra này cá. Cái bạn nữ này làm việc ở đâu? Y ra ta là làm việc ha. Chị chư đưa mạnh tư lên cung trang y mình ta. Bạn ấy làm ở cái xưởng. Sản xuất. Chị chư là gì? Xúc xích. Uyuru sen san. Nông trang. Là nông trại. Nông trường, nông trại, sản xuất sữa. Băng chinh bốc, cư, không gian. Là cái xưởng. Làm đồ chống bụi, quần áo chống bụi. Cái này là trung tâm thương mại bán hoa trang phục, mỹ phẩm. 972, 927. Gió kia sao ý ra nên nằm cha chiếc quân nên. Cái nhân viên nam mà đang làm việc ở đây, ở tên kêu chiếc là gì? Cái quy tắc nào? Chikoyan thì các là phải tuân thủ cái quy tắc nào? Cái người nhân viên nam mà đang làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy tắc nào? Trước khi làm việc, Iraki cho nên trước khi làm việc thì tam be rưu piu men ảnh tên người ta không được hút thuốc. Uyuru thảm đơn cho ngân kê cái si chikoyan thì ta phải rửa sạch. Chik ta là rửa. Cái kitchen là sạch. Cái bình mà chứa chứa sữa ha. Tam tà là chứa. Iri kinnan hu sau khi kết thúc công việc. Pandusi là nhất định. Phải tắt đèn. Đèn đi. Monjo okay, chắc cốc siru kể cứ tha monjo monjiga okay. Chắc cốc sẽ được thể cái gì chống cho em này ta. Phải dọn dẹp
khé cứ là sạch sẽ. Jacob xin là phòng làm việc. Mon chi học si là thì không có bụi. Không có bụi ha. Rồi xem đoạn hội thoại nào. Gió cha là bạn nữ nói ha. Cho nên chi chư rư mán tư nên cũng chẳng nghe so gì đam gì ta. Tôi thì đang làm việc ở cái xưởng sản xuất xúc xích. Ủa đi, hay xài sao nên ở trong công ty của chúng tôi kê kích than ủ dung man xài dung e so vì chỉ sử dụng xài dung là sử dụng man này là chỉ nè, chỉ sử dụng sữa sạch thôi nên là chi chư rư man tư ki temune chi chư ga a chu ma xích xưng này ta. Nên khi mà làm format, cái này không phải xúc xích rồi, nhầm, cái này là format nhá. Format chi chư rư format, khi làm format thì vì khi làm format thì chi chư ga a chu ma xích xưng này ta thì nó rất là ngon. 우리는 공장에 들어갈 때, khi chúng tôi đi vào trong cái xưởng thì 방진복은 입고, mặc cái bộ phòng chống bụi, quần áo chống bụi, quần áo chống bụi ha. 에어샤워를 해서, sau đó thì gì? Tắm bằng gì? Không khí. Có nghĩa là đi vào trong nó có một cái máy thổi hết tất cả, hút hết tất cả cái bụi bụi xung quanh người của mình. Mon chi rư mô tu ok ham thì ta. Sau đó thì sao? Làm cho tất cả bụi nó không còn dính trên người mình nữa. Khe kích than cốt xê do chi chư rư mạnh từ ra. Phải làm format. Chi chư là format ha. Mình hiểu, nhớ nhầm đó là xúc xích. Phải làm format ở những cái nơi khe kích than ta là sạch sẽ thì chi chư ca nào thì chuôn chi chư ca nào ki temoni ta thì mới có được format ngon, format tốt. Iraki cho nên trước khi làm việc nam cha chích qua nên nhân bạn nhân viên nam tam beru piu men ăn đê go, nếu mà hút thuốc lá thì không được. Gió cha chích qua nên cái nhân viên nữ thì hoa trang ngân chinh ha ke ha men ăn đê mình đề ăn đê ta, có nghĩa là không được hóa trang. Chinh ha tà là đậm, hoa trang là gì? Hóa trang hoặc là trang điểm đó, hóa trang đậm hoặc là trang điểm đậm. Chi chư e nạp bún nem xe ca thử đo gà mèo, vì lại tại sao? Nếu như mà có cái mùi không tốt vào trong format thì ăn đê này cài rồi, format thì không có được, ăn đê này cài rồi, vì như vậy thì không được. Cứ đê sao? Vì vậy nên cứ đơn chi. Cái sao có đơn chị không biết có phải vì như thế hay không, không biết có phải vì như thế hay không mà Uri giải sao mắn tin chi chưa nên nên xe tủ ập của cái format của chúng tôi làm thì nó cũng cũng không có bị mùi. Cái này cái gì chi chưa nên nem xe tôi chủ cô là không phải là không có mùi mà là cái mùi của nó rất là thơm và mát tô, cái vị của nó thì rất là ngon. Rồi vậy thì cái đáp án chỗ này là gì? Không phải là xúc xích mà là format nhé. Rồi, cái bạn nữ này thì bạn đang làm việc ở cái xưởng xưởng xúc xích xưởng format ha. Cứ nhớ xúc xích hoài, ăn xúc xích hoài mà cứ nhớ xúc xích format. Format và nhớ xúc xích. Bạn nữ này thì đang làm việc ở ở xưởng format. Rồi. Ở đây Y ta nên nằm cha chiếc quân nên nhân viên nam đang làm việc ở đây thì phải tuân thủ theo cái quy tắc nào, là phải mặc cái này, không được hút thuốc lá là không có ha, phải chứa bình sữa sạch là không có, sau khi kết thúc thì gì, tắt đèn điện là gì, phải mặc cái xác gốc xin kê kích xa xin xong xuê người ta là phải dọn sạch sẽ bụi, dọn sạch sẽ bụi. Chín trăm hai mươi bảy
thuốc lá là không được. Đây, có câu này ha. 담배를 피우면 안 돼요. 일하기 전에 남자 직원은 담배를 피우면 안 되고, nhân viên nam là gì? Ở đây người ta hỏi là nhân viên nam đang làm việc ở đây á thì phải tuân thủ theo quy tắc nào? Là gì? Nè, 남자 일하기 전에 trước khi làm việc ở đây thì trước khi làm việc thì bạn nam, nhân viên nam, 담배를 피우면 안 되고, không được hút thuốc lá ha. Cái này là không được hút thuốc lá nè. Rồi, chúng ta sang câu 9.28 nào. 두 사람은 일요일에 vào ngày chủ nhật. 어디에 가려고 합니까? Hai người này định đi đâu? 산 là núi. 강 là sông. 바다 là biển. 극장 là rạp chiếu phim. Câu 9.28. 두 사람은 언제 만나기로 했습니까? Hai người này quyết định gặp khi nào? 토요일 là thứ bảy, 오전 là sáng. 8시 là 8 giờ. 토요일 là thứ bảy, 오전 là sáng 10 giờ. Chủ nhật sáng 8 giờ và chủ nhật sáng 10 giờ. Để xem câu hỏi nào. 주말에 뭐할 거예요? Vào cuối tuần thì bạn sẽ làm gì? 토요일엔 친구 결혼식이 있고요. Tôi có cái buổi lễ kết hôn, buổi tiệc kết hôn của bạn. Có một cái buổi tiệc kết hôn của bạn vào ngày thứ bảy. 일요일에는 아직 특별한 계획 없어요. Vào ngày chủ nhật thì tôi cũng không có cái kế hoạch nào đặc biệt cả. Thức do là đặc biệt ha. Kế hoạch là kế hoạch. 없어요 là gì? Không có kế hoạch nào đặc biệt cả. Vậy nên 일요일 chủ nhật 저하고 tôi và 등산 같이 cùng nhau 등산 가요 và cùng nhau đi leo núi. 도봉산에 가려고요. Tôi định đi lên núi 도봉산. 네, 같이 가요. Vâng, chúng ta cùng đi nhé. 재미있겠네요. Chắc là sẽ thú vị lắm đây. 그런데 어떻게 가요? Nhưng mà chúng ta đi như thế nào ạ? 지하철 1호선 도봉산역 và cái ga 만나서 같이 가요. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp ở cái ga Dobongsan, ở núi Bongsan. Sau đó thì đi cái tuyến đường tàu điện ngầm 1호선 là tuyến đường số 1. 몇 시에 만날까요? Chúng ta gặp nhau vào lúc mấy giờ ạ? 아침 10시에 올 수 있죠? Bạn có đến được lúc 10 giờ không? 네, 갈 수 있어요. Vâng, tôi có thể đi được. Vậy thì xem nào. Ở đây là hai người này định đi đâu? Leo núi. Và cái gì? Khi nào thì hai người này có thể gặp nhau? Quyết định gặp nhau? Vào ngày chủ nhật đúng không ạ? Cùng đi leo núi vào ngày chủ nhật vào lúc 10 giờ ha. Leo núi vào ngày chủ nhật vào lúc 10 giờ sáng. Rồi chọn đáp án 4 ha. Câu 929 nè. 큰 조각은 한 개 얼마예요? Một cái quả dưa hấu lớn thì giá bao nhiêu ạ? 큰 조각, 크다 là lớn, 조각 là dưa hấu. Một cái quả dưa hấu lớn thì giá bao nhiêu ạ? 7.000 won, 10.000 won, một người 7.000 và 20.000. 조각 값이, cái giá của dưa hấu thì 왜 비쌉니까? Tại sao? Lại gì? Lại đắt. 요즘 비가 많이 왔기 때문에 vì rất là nhiều mưa rất là nhiều. 크고 맛있는 수박이기 때문에 vì là dưa hấu rất là ngon. 크다 là lớn ha. 가을이 되어서 가을 là mùa thu. 추다 là 춥다 là lạnh. Vì là mùa thu lạnh.
수박은 사람에 만나 적기 때문에 vì rất là nhiều người. 사다 là sống. À mua, không phải là sống mà là mua. Mua, 수박 là gì? Dưa hấu. Lý do tại sao giá của 수박, dưa hấu lại đắt. Rồi mình xem đoạn hội thoại xem nào. 이 수박 얼마예요? Dưa hấu này giá bao nhiêu ạ? Dưa hấu này giá bao nhiêu ạ? 여기 작은 loại nhỏ 거는 한 개에 만 원이고 à một loại nhỏ thì là 10.000 won. 큰 건 là loại lớn. 2만 원이에요. Là giá 20.000 won. 수박 값이 cái giá của dưa hấu. Vì rất kê đi xài yo, sao mà nó đắt thì như vậy nhỉ? Xin ăn chue tuần trước chắc cân loại nhỏ là chỉ cho luôn nhiều lần đề 7.000 won. Yếu chân phí cả mà đi qua gió vì dạo này mưa nhiều nên cứ đê ở vì dạo này trời mưa nhiều. Mưa nhiều nên là nó như vậy. Tháng chue và gì tuần sau cặp si chôm nè rin gọi ở tuần sau thì giá sẽ giảm xuống. Ừ, sẽ giảm xuống một chút. Rồi xem nào. Khinh su bác loại lớn là bao nhiêu? 20.000 won đúng không ạ? À? Khinh su bác là 20.000 won nè. Để chọn đáp án 4. Và đáp án tại sao lý do là mắc? Là mắc là vì lý do là gì? Là vì trời mưa nhiều. Vika mani wakitemune hoặc là gì? Mani waso ha. Rồi, sang câu 930 nào. 손님은 모두 몇 명입니까? Tất cả. 손님 là gì? Khách hàng. Tất cả thì có bao nhiêu khách hàng? 손님은 어디에 앉겠습니까? Khách hàng thì ngồi. 어디? Ở đâu? Là cái phòng rộng ở tầng 1. Cái phòng rộng ở tầng 2. Table là cái bàn bên cạnh cửa sổ tầng 1. Cái bàn này bên cạnh này. Cái cửa sổ tầng 1. Cái bàn ở bên cạnh cái cửa sổ tầng 2. Rồi, chúng ta xem cái đoạn hội thoại nào. 어서 오십시오. Mời quý khách vào. 네 분이십니까? 4 vị khách đúng không ạ? À, có 4 vị khách đúng không ạ? 그럼 저기 창문 옆 테이블이 어떻습니까? Anh thấy cái bàn mà ở bên cạnh cái cửa sổ. À, 창문 là cái cửa sổ đằng kia. Thì 저기 là đằng kia. Anh thấy 어떻습니까? Như thế nào ạ? 좀 이따가 세 사람 더 올 거예요. Lát nữa. Thì có 세 사람 là gì? 3 người. 더 là gì? À, đến, lại đến. À, 그럼, vậy thì. 2층에 넓은 방이 있는데 có một cái phòng mà nó rộng ở tầng 2. 그리로 hãy đến 올라가시겠습니까? Hãy đi lên lên đó nhé, lên đó nhé. 그리로 đi lên đó nhé. 네, 그게 좋겠어요. À, vâng, cái điều đó thì tốt đấy ạ, được ạ. 그리고 và ướm xích cưng chỉ cơm chú mơn hàng kìa. Bây giờ tôi sẽ chú mơn là order ha, đặt. Bây giờ tôi sẽ đặt món ăn. Để cửa đất kê ha xếp xíu. Vậy chúng ta sẽ làm như vậy nhé. Rồi. Mình qua phần này nào. Xong rồi ha. Vậy là 930 là người này. Vô là đến là 4 vị. Nê phun. Và gì? Hai người này là lên cái bàn bên cạnh cửa sổ ở tầng tầng số số 2 ha. Chọn đáp án số 4 ha. Rồi. 다음 중 이곳에서 이쁜 작업복은 무엇입니까? Cái nào là bộ đồng phục mà
cái đang mặc ở cái nơi này, y cốt là nơi này. Tha âm trung quy e tê hoa rô ai su âm đừng có xin á ninh có si có xin muốn xin thì cái gì là cái không phải mà có thể biết được thông qua đoạn hội thoại. Thế hoa là hội thoại, hội thoại sau không, cái gì là cái mà không thể biết được thông qua đoạn hội thoại sau. Số 1, giác cóp trang án nê xô hoa kì ga tu kê ít tả, có hai cái bình phòng cháy, bình chữa cháy ở đâu? Chắc có chàng ở trong xưởng. Mun dọc pe so ha ki ka soi chi te oi ta. Người ta lắp cái bình chữa cháy này ở bên cạnh cái cửa, cửa chính ha. Soi chi là lắp. Thư ran si nin, bạn thư ran à, mang lai tho là mang cái đèn, đang mang cái đèn tới. Câu số 4, thư ran si nin ne bu to gió kia soi ram ni ta. Iran ta. Thư ran thì từ ngày mai sẽ làm việc ở đây. Vai thơ cái bật lửa rồi, xem cho nó hội thoại nào. 방 학동안 아르바이트를 좀 하고 싶어요. 아르바이트 là làm thêm. Trong thời gian kỳ nghỉ, à, 방 학 là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ thì à, tôi muốn làm thêm. 어디 적당한 일자리가 없을까요? À, không biết là có cái việc gì mà phù hợp không? 적당 là phù hợp không ạ? 우리 아버지 회사에서 서류를 정리할 사람을 찾고 있는데, ở công ty của bố, bố chúng tôi thì đang tìm, cô ấy ta đang tìm một cái người mà gì? Sắp xếp tài liệu, chọn ly là sắp xếp, sorry là tài liệu ha, sắp xếp tài liệu. 나랑 같이 일을 해볼래요? Bạn có muốn cùng làm việc với tôi không? Ao bô tài là thử ha, bạn có muốn thử làm việc đó với tôi hay không? 나랑 là gì? Tôi. Iran ở đây là bà đó, danh từ của Iran là bà. Chút chiều, à, hay quá, được quá, thích quá. Thứ đơn đề ẩn chứ bố tôi gì đấy. Vậy thì làm từ khi nào ạ? Tham chú worry bố tờ. Từ thứ hai, tham chú là gì? Tuần sau. Sa chú tông an gì đấy? Là 4 tuần. Iran nên si can định nhớ. Thời gian làm việc thì như thế nào? 오전 là sáng, 9시부터 là 9 giờ, 오후 là chiều, 7시까지 là 7 giờ, 12시부터 1시까지 점심시간이고 là cái giờ trưa, 12 giờ đến 1 giờ là giờ ăn trưa. 점심은 회사 식당에서 먹을 수 있어요. Còn bữa trưa thì có thể ăn ở công ty. 잘 됐어요. 고마워요. 좋은 일자리를 소개해줘요. Vậy thì hãy giới thiệu cho tôi một cái việc. À, vì cảm ơn bạn, may quá, cảm ơn bạn vì bạn đã giới thiệu cho tôi một cái công việc tốt ha. Rồi, vậy thì không một, cái người này sẽ mặc cái bộ quần áo nào ở đây? Hai cái câu này sao giống bị cho nghe bị sai cái phần nghe, phải nghe thấy cái đoạn hội thoại nói gì nào. 932번 문제입니다. 아주머니. 아, cái đáp án này. Đáp án này xem. 931번 문제입니다. 자, 이 아니 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. 이 창문으로 들여다보세요. 어? 모두 작업복을 입고 일하는군요. 그런데
머리부터 발까지 모두 가리니까 답답할 것 같아요. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. 라이터 같은 물건은 절대 가지고 들어오면 안 돼요. 네, 알겠습니다. 남자는 무엇을 샀습니까? Cái người bạn nam này, nhân vật nam này đã mua cái gì? Kim là long biển hả? Kim chi, hoa quả, và tương ớt, của chu trang, tương ớt. 남자는 얼마나 했습니까? 나 trả bao nhiêu? 5.000 won, 10.000 won, 15.000 won và 20.000 won. Và chúng ta nghe đoạn hội thoại này, này và giải thích đoạn hội thoại này cho mọi người nhé. 아주머니, 이 김치 얼마예요? 이 ơi, cái kim chi này giá bao nhiêu ạ? 1kg에 5,000 won이에요. 1kg là 5.000 won. 비싸요. 좀 깎아주세요. 깎아주다 là hơi đắt nên là hãy giảm giá cho tôi ạ. 미안해요 là gì? Tôi xin lỗi. 깎아줄 수 없어요. Không thể giảm giá được. 깎다 là giảm giá. Và chúng ta có cấu trúc là động từ cộng a, o, 주다 là làm gì đó cho ha. Tôi không thể giảm giá được. 이건 내가 집에서 직접 만든 김치예요. Cái này là cái kim chi mà tôi đã làm trực tiếp ở nhà. 공장에서 만든 김치보다 so với cái kim chi mà làm ở xưởng thì hơi xin thò mát xì sờ thì hơn hẳn, hơn hẳn. Thò là hơn và mát xì là ngon hơn hẳn, ngon hơn hẳn ở kim chi ở xưởng. Chà, hâm bom mát xì phù xìo, bạn hãy thử một lần nếm cái vị xem sao. Nè, chóng man mát xì nèo. Vâng, thật sự là gì? Nó ngon ạ, nó ngon quá. Kurom, y kim chi 2kg là 2kg ha. 2kg 주세요. Hãy cho tôi 2 ký. 자, 여기만 원이 만 원 있어요. Đây thì đây là 10.000 won ạ. Cảm ơn Mira, cảm ơn. 두세요. Mời bạn lại đến nhá. 두세요. Rồi. Ta xem này, cái này nào. Bạn này đi mua cái gì? Kim chi ha, mua kim chi. Và giá của bạn ấy đã trả là bao nhiêu? 10.000 won. Được chưa? 1kg thì 10.000 won, bạn ấy mua 2kg là thành 10.000 won nhé. Câu 933 nè. 두 사람은 hai cái người này 내일 무엇을 하라고 합니까? Định làm gì vào ngày mai? Định đi đến viện bảo tàng, phòng môn quan là viện bảo tàng. Định đi xem phim Hàn Quốc, định đi ngắm cái bài múa của Hàn Quốc ha, ngắm múa Hàn Quốc. Bài múa của Hàn Quốc, nhạc nhảy ha, ngắm nhạc nhảy của Hàn Quốc. Rồi, sau cine đưa cụ cho ai đâu quan là tôi định đi ngắm nội thành Seoul. Cine là nội thành Seoul ha. Rồi, 두 사람은 내일 몇 시에 만나겠습니까? Hai người này ngày mai sẽ gặp nhau vào lúc mấy giờ? 오후 là mấy? Chiều. 4시, 4 giờ. 5 giờ, 6 giờ và 7 giờ. Mình sang cái đó. Đáp án xem nào. 내일 시장 앞 마당 là trước cái sân. Sân tòa thị chính. 시장 là tòa thị chính ha. 공연이 있는데 có cái buổi biểu diễn. 같이 구경 가실래요? Bạn có đi ngắm cùng với tôi không? Đi xem cùng với tôi không? 어떤 공연이에요? Buổi công diễn gì vậy? Buổi công diễn gì vậy nào? 한국 춤은 보여줄게요. Người ta sẽ cho mình xem cái buổi nhạc đen nhảy của Hàn Quốc. Xem đi kênh chắc là sẽ thú vị lắm đây. 같이 가요. Chúng ta cùng đi nhé. 그런데 tuy nhiên 몇 시부터 해요? Từ mấy giờ là bạn sẽ đi nào, sẽ bắt đầu nào.
Ồ, cái chữ này là suy tắc ha, tại là bắt đầu á, người ta viết tắt là chữ bắt đầu ha. Hẻo, bắt đầu nè. Giờ sơ si vụt thơ, từ 6 giờ sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ và thơ sơ si mạnh nà sơ, chúng ta gặp nhau vào lúc 5 giờ. Thành tan hai cái sọ nhau có một cục, chúng ta ăn cái gì đó đơn giản, rồi sau đó cụ cho nghèo, rồi đi đi xem ha, đi ngắm mà. Chú được thôi, cứ đón này, thả sơ si phải ơ. Vậy thì chúng ta gặp nhau vào ngày mai, lúc 5 giờ ha. Rồi, chúng ta xem đáp án nè. Gặp nhau vào lúc 5 giờ là đáp án số 2 này. Thứ nhất là và hai người này ngày mai định đi làm gì? Đi xem cái buổi biểu diễn nhạc nhảy của Hàn Quốc ha. Là số 3 nè, cái con buổi nhạc nhảy của Hàn Quốc nè. Rồi, câu 934. Su bắc kinh hanh thông, hanh thông là một quả ha. Một quả dưa hấu, su bắc là dưa hấu. Ở mày á, giá bao nhiêu ạ? À? Rồi, xem cái này là giá ha. Giá ra san khó xin, cái mà bạn nữ đã mua. Là mua xin thì cách là cái gì? Số 1 là gì? Dưa hấu. Số 2 là táo và nho. Dưa hấu và táo. Phô tô và su bắc. Nho và dưa hấu. Rồi, câu 934. À cho si, chú ơi, đi xa qua ở mày á, cái táo này giá bao nhiêu ạ? Cứ con hăng kê, cái đó một trái là chọn quân gì ạ? Là 1.000 won. Su bắc kinh nhớ, dưa hấu ấy ạ. Dưa hấu thì sao ạ? Dưa hấu thì sao ạ? Su bắc kinh hắn thông nghe mà nó cho luôn đi nè ra. Dưa hấu một quả là một 10.000, 15.000 won. Photo nên ở thức kì á, nho thì như thế nào ạ? Photo nên 1 kg xa cho luôn nè, nho thì 1 kg là 4.000 won. Beta đây chú xì xử có giao hàng không ạ? Beta là giao hàng ha. Chế xong Amida, xin lỗi, thế ta đưa ảnh đi nè ta. Tôi không có giao hàng, giao hàng không được ạ. Cứ đi ạ. Vậy ư. Cứ đom su bắc cứ nó mua mua câu nè cả. Vì dưa hấu là quá nặng nên là không thể mua được. Sao qua ha cô phụ tôi mang chú gì à? Chỉ cần cho bán cho tôi, đưa cho tôi táo và gì? Nho là được rồi. Để chúng ta xem thử trên đáp án trên này. Chọn đáp án nào nè. Su bắc hanh thông ở mày á. Su bắc hanh thông là 15.000 won ha. Chúng ta chọn đáp án số 4 ha. Su bắc hanh thông mà nô chọn won 15.000 won. Rồi, sau này là gì? Bạn này vẫn mua táo và nho đúng không ạ? Xa qua ha cô. Vì dưa hấu quá nặng nên là bạn ấy gì? Chỉ mua táo và nho thôi. Là táo và nho. Thì đáp án là số 2 ha. Rồi, chúng ta sang câu 935 nào. Nam sa nên chỉ cơm ở tia khẩm nhật á. Cái bạn nam này bây giờ sẽ đi đâu? Đi đến công ty. Chợ. Bưu điện. Và trung tâm thương mại. Nam sa nên mua sinh sát xâm nhật á. Cái bạn nam này đã mua cái gì? Áo của mẹ, mua cá xem xin à, mua hoa chúc mừng mẹ, hoa chúc mừng mẹ, chúc mừng sinh nhật ha, sinh nhật xem xin là sinh thần á, sinh nhật. Rồi quà của bạn là nhân viên nữ, gió chiếc quên, quà nhân viên nữ và đồ để dùng trong công ty, dùng sử dụng trong công ty. Rồi, mình xem đoạn hội thoại xem nào. Ở đi cái xe, anh đi đâu vậy ạ? Ủa xe của kia, khả năng kia đi. Bây giờ tôi đang trên đường, kia là đường ha. Đang trên đường, đi đến bưu điện. Thả hôm chú thu đi, thứ bảy,
tuần sau, 다음 주 là tuần sau. Oma ni sinh nhật, vì là sinh nhật của mẹ nên là sommuru quà, boneraogoyo, tôi định gửi gửi quà về sinh nhật mẹ. Oma ni ga kippohasigeunyo, mẹ của bạn sẽ vui mừng lắm đây. Kurande, tuy nhiên, muốn sinh sommuru sasseyo, mua quà gì vậy? Bạn mua quà gì vậy? Oma ni ga, mẹ ibushin osun, cái áo mà bạn ấy sẽ mặc, đã mua cái áo mà bạn ấy sẽ mặc. Osun kurugi, chọn cái áo, cái việc mà chọn cái áo được xuất hiện lên trên tê sẽ không dễ dàng gì để mà chọn cái áo cả. Nè, cứ thế sau đi hết ra giờ chỉ qua đi ổ cứ đừng có xin thú qua cho sợ. Vâng, vì vậy nên là bạn nhân viên nữ của công ty chúng tôi thì đã giúp tôi chọn cái áo quần rồi. Cứ buôn tóc của nè, nhờ cái vị đó, cứ buôn là cái vị đó ha. Chun ổ xin xa kê sai sủi sợ, tôi đã có thể mua được cái áo rẻ mà tốt nữa ha. Rồi, câu 935 mình xem đáp án nè. Số 1 là nắm xa chi cứ mở tia cam này các cái bạn nhân vật tam này, bạn ấy bây giờ bạn đi đâu là bạn ấy đi đến bưu điện ha. Và nhân vật tam này đã mua cái gì, đã mua áo tặng mẹ ha, mua áo của mẹ. Rồi, xem nào. Câu 936. Nam cha nên lũ cu qua cả chi chống tuê ca các sinh nhật ta. Nam cha nên bạn nam lũ cu là ai? Cả chi con chuê các sinh nhật ta đã đi đi cùng đến chống chu, đi đến chống chu. Phun ra các sinh nhật ta đã đi một mình. Đã đi cùng với Lia, Lia và gì? Đã đi với bạn Hàn Quốc. Câu 4 là gì? Đã đi với bạn Campuchia. Câu 306, 396 nè. Thứ đơn này hôm qua cả thương còn xin cô đưa xích chiêu. Cả tả đây có nghĩa là giống. Hãy chọn cái câu nào mà giống với cái nội dung bạn nghe. Gyeongju는 서울의 북쪽에 있습니다. 경주 thì đang ở phía bắc của Seoul. Seoul. Hai người này, chú Gia Ram là hai người này. Thằng môn quan này khá đau cô này là định đi. Thằng môn quan là viện bảo tàng. Gyeongju까지 기차로 6시간 걸렸습니다. Mất khoảng tầm 6 giờ bằng xe gì? Xe lửa, đi bằng xe lửa đến Gyeongju. Và gió cha lên bạn nữ thì đã từng đi đến Gyeongju. Samexi, chị Nam Yến Hiu, cái kỳ nghỉ lần trước mua hết sữa, bạn đã làm cái gì vậy? Campuchia에서 온 친구랑 같이 경주에 갔어요. 갔었어요. Là lần trước tôi đã đi đến Gyeongju cùng với bạn của tôi đến từ Campuchia.
씨는 경주에 가본 적이 있어요? Bạn đã từng đi đến Gyeongju chưa đi à? Aniyo, opseoyo. Chưa, tôi chưa từng đi. Gyeongju가 어디에 있어요? Gyeongju thì ở đâu ạ? Gyeongsangbuk-do에 있어요. Nó ở tỉnh Gyeongsangbuk, phía bắc của Gyeongsang. Seoul에서 남쪽으로 가야 해요. Phải đi về phía nam của Seoul. Phía nam của Seoul. 우리는 기차로 갔는데, chúng tôi đã đi xe lửa, nhưng mà mất hết khoảng tầm 6 tiếng. Giờ xuất xì gần. Oddaysayo, bạn thấy như thế nào ạ? Cham jowassoyo, rất là vui ạ. Cham là rất là vui ạ. Gyeongju는 옛날 신라의 주도였기 때문에, vì Gyeongju là ngày xưa, Yeonnan là ngày xưa, là thành phố Shilla ha. Sudo là gì? Thủ đô. Vì là thủ đô của Shilla ngày xưa nên Aju rất là manayo. Bun hoa tre là gì? Nền văn hóa, có rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau ha, tồn tại, còn tồn tại. Thủ si chấn toàn bộ cái thành phố thì phóng môn quan khá tát sở, giống như là viện bảo tàng vậy đó. Cho tôi hăm bông khá bu cô nè, tôi muốn một lần thử đi đến đó ha. Khá bu cô tà là muốn, cô tà là muốn mà khá bu tà là thử ha. Vậy thì đáp án ở đây 936, mà câu 1 thì chúng ta chọn đáp án gì ạ? Đã đi đến Gyeongju này cùng với ai? Yuhua, cùng với cái người bạn ở Campuchia ha, là đáp án này. Câu số 2 là gì? Hãy chọn cái câu nào mà giống với cái nội dung mà mình đã nghe. Gì? Gyeongju까지 기차로 6시간 걸렸습니다. Đi bằng xe lửa đến Gyeongju. Kaji này là đến. Đến Gyeongju thì mất khoảng tầm 6 tiếng ha. Mất khoảng tầm 6 tiếng. Nên chúng ta chọn đáp án 3 nhé. Rồi. Câu 937 nè. Yakun. Thuốc otokke mokoya deo. Otokke là gì? Như thế nào? Mokta ở đây có nghĩa là gì? Uống. Phải uống thuốc như thế nào ạ? Haru là một ngày. Tubon là hai lần. Hanai là một viên. Shiksha 30 phút, cho nên là trước khi ăn 30 phút. Haru một ngày hai lần, hai viên. Sau khi ăn 30 phút. Một ngày ba lần. Ba lần một viên. Và gì? Trước khi ăn 30 phút. Haru Sebon 3 lần, một ngày 3 lần, hai viên. Và gì? Sau khi ăn 30 phút. Xích xa là ăn 30 phút. Câu 937 nè. Thử đến nghe dung qua thả lên còn sư mùa sinh cá. Cái nào mà nó bạn nghe mà nó khác, ta đưa tài là khác, khác với cái nội dung bạn đã nghe. Gió cho nên múc kia ạp phu ta. Các bạn nữ đau cổ, bạn cô gái thì bị đau cổ. Các bạn nữ thì bị cảm.여자는 반장고를 샀습니다. băng dính y tế. Bạn nữ thì đã mua cái băng dính y tế, và bạn nữ là gì? Giờ đi mà đi năm này là gì? Bị sốt nhiều. Bạn nữ bị sốt nhiều. Rồi. Xuân nhim. Câu này là câu 37 đúng không ạ? Xuân nhim. Chó ký xa có đi xa ở nơi chú cơ đồ khải à, hàm nịch cá. Phải đi từ phía bên kia. Sao lại sao luôn mấy cái phần này sau này cái phần đáp án các bạn nó hơi lộn lộn thế nào nhỉ? Oso seo, mời vào. Otokyo jaseyo, anh đến đây có việc gì vậy ạ? Kamgye geolleoseo, vì tôi bị mắc bệnh cảm nên là yakun jom saroko wassoyo. Tôi đến để mua thuốc ạ. Kureyo, jeumsangi otokke odeyo? Triệu chứng của anh thì như thế nào? Triệu chứng của bạn thì như thế nào? Múc cái ập vô cổ. Tôi đau cổ và khúc mũi đi này. Và cũng bị ra nước mũi nữa. Nè,
그럼 vậy thì ý약은 드시면 되겠군요. Vậy thì bạn dùng cái thuốc này thì được. À, ý약은 하루 세 번, cái thuốc này một ngày là 3 lần. 식후 là sau khi ăn, 30분에 드시는 거예요. Là cái thuốc mà dùng gì sau khi ăn 30 phút vào một ngày 3 lần. 한 번에 두 알씩 드세요. Hãy dùng 2 viên. À, 그리고 반창고 하나만 주시겠어요? Vậy thì vâng, vậy có thể cho tôi một cái bánh tráng cô không? Cái băng cá nhân không ạ? Băng dán cá nhân. Băng dán y tế cá nhân. Né, 여기 있어요. Vâng, có đây ạ. Vậy thì câu 1. 약은 어떻게 먹어야 해요? Là gì? Một ngày 3 lần. Và mỗi ngày 2 viên mà gì? Xích xa hu là mình chọn đáp án số 4 ha. 937 thì chúng ta chọn đáp án số 4 nhé. Câu tiếp theo là gì? Cái câu nào mà khác với cái nội dung là gì? Ở cho nên mốt cái hạt phải ở đau cổ là có ha. Do cho nên cam cái dây có là đau bị cảm là có ha. Và do cho nên phản trang cô đưa sách là có luôn ha. Và câu số 4 là gì? Do cho nên dơ đi mà đi nai ta. Là bạn nữ đang bị sốt gì? Bị sốt nặng. À, là câu này không có nhé. Chọn đáp án này ha. Rồi, câu 938 nào. Thu sa ra mừng, hai người này, này là ngày mai. Muốn xin hai sẽ làm cái gì? Seoul Sine của con hai ta sẽ ngắm Seoul, nội thành Seoul. Sẽ ngắm Seoul ha. Rồi, sẽ gì? Học tiếng Hàn ở trường. Sẽ đi sẽ mua gì? Vé xe lửa ở công ty du lịch. Câu số 4 là gì? Sẽ gặp ca sĩ Hàn Quốc Yoon là gì? Nổi tiếng. Và này là Han Sarami nè ya Hanin của thông viên nên ở mày hiểu cái phí giao thông một người phải trả là bao nhiêu? Mọi người thông cảm nha, giờ dạy nhiều quá giờ cũng mệt luôn, tay mà vừa viết là tay toát hết cả mồ hôi ra nên là viết chữ không ra chữ, ngõ không ra ngõ rồi nên nghe 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 mình nói rồi ghi lại nghĩa nhá. Xin lỗi mọi người. Rồi. Cho nên này sau khi xin đây được khoảng quang hai con đê cả chị gà chị kết tôi ngày mai thì tôi sẽ đi cùng với đi cùng đi đến đâu đi tham quan. Hôm qua là tham quan và Seoul Sine là nội thành Seoul. J�아요, được thôi, 저도 서울을 구경하고 싶었어요. Tôi cũng muốn ngắm. Ngắm gì? Ngắm Seoul. 그런데, tuy nhiên. 어떻게 다니는 거예요? Nhưng mà phải đi như thế nào ạ? Đi như thế nào ạ? 서울 시내를 다니는 관광버스가 있어요. Có cái xe buýt mà tham quan đi vào trong nội thành của Seoul ha. Nội thành Seoul. Seoul Sine là nội thành Seoul. Han sarami man won man nego nemien. Một người thì trả 10.000 won. Man won là một vạn đó, một vạn là 10.000. Haru thung ăn một ngày yung ăn sư sờ có thể sử dụng trong vòng một ngày. Yumen han kusun tha khá vui sủi sờ sờ vì có thể đi đến những nơi. Yumen là nổi nổi tiếng nên là có thể đi hết là tha là gì? Tất cả. Nên là cham là rất, chú ai là gì? Rất là tốt, rất là thích. Cứ đê ớ, vậy ư. Sai tê cun nhờ, à may quá. Cứ đông này khá chi gặp gì ra. Vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi. Rồi, vậy thì xem đáp án nào nè. Ngày mai là hai người này sẽ làm cái gì? Sẽ đi ngắm nội thành Seoul đúng không ạ? Chọn câu số 1. Và hai người này cái phí mà phải trả, một người mà phải trả cái phí giao thông là bao nhiêu? Một người ấy là một đi một ngày mà một ngày là cái phí là 10.000 won. 938 thì chúng ta chọn đáp án 3 nhá, một ngày 10.000 won. Rồi, 939 nào.
Nam cha nên về do kia và sinh ca lý do tại sao bạn nam lại đến đây. Xe truck bên sao đâu cô, truck là xe xe tải ha, và định mua cái xe tải tại mới, xe là mới. Isari được khu đâu cô, tìm Isari là việc, đang tìm việc. Isari phụ thác ha đâu cô là gì, nhờ Isari là chuyển nhà. Quê cúc giờ em ơi Hà Đâu Cô là định du lịch nước ngoài. Rồi, câu 939 nào. Nam trai thể hành xâm meo ngư đô mặt gì hả nên có xưng cô đô xếp siêu. Hãy chọn câu nào mặt gì hả nên là gì? Không đúng về cái lời xâm meo là gì? Giải thích về bạn nam. Uzbekistan đã vào xâm meo đến từ Uzbekistan. Sumareto irai su isumida và cuối tuần thì cũng làm việc. Hankumaru chokum hai su isumida nói được một chút tiếng Hàn. Chone isachim center e so iresumida là gì? Trung tâm chuyển nhà. Irata là làm việc. Trước đây thì anh ấy làm ở cái trung tâm chuyển nhà ha. Rồi. 안녕하세요. Xin chào. 직원은 구하는 광고를 보고 왔는데요. Tôi tìm tôi nhìn đến để tôi thấy vì tôi thấy cái quảng cáo, quảng cô là cái quảng cáo tìm 직원 nhân viên. Nên là tôi 왔습니다. Tôi đã đến ạ. 외국 사람도 일할 수 있습니까? Người nước ngoài, 외국 là người ngoại quốc, người nước ngoài có làm được không ạ? Có làm được hay không ạ? 네, 한국말을 할 수 있죠? Vâng, anh có thể nói được tiếng Hàn, phải không ạ? Chỉ yếu là phải không ạ? Anh có thể nói tiếng Hàn, phải không ạ? 네, 조금 할 수 있어요. Tôi có thể nói được một chút ạ. 어느 나라 사람입니까? Anh đến từ nước nào ạ? Uzbekistan에서 왔습니다. Tôi đến từ đất nước Uzbekistan. 이삿짐센터에서 일한 적이 있으세요? Trước đây bạn đã từng làm ở trung tâm chuyển nhà chưa ạ? Anh yêu chưa học sinh này là chưa từng ạ. Do khi do chủ đô ý sắp xin mình xá cô ở đây thì tôi chủ yếu là gì đóng gói ý sắp xin là đồ đạc. Thư rốt kê sinh đinh y đưa hẹo rất là tôi đang làm việc chất lên rất là xe tải ha. Chú ma đê ý đi mà nên đê cuối tuần thì vì nhiều việc nên là chú ba rê tô ý ra suy sẻ và cuối tuần có thể làm việc được không ạ? Thay vào đó thì cuối rê đề thứ hai suy nghĩ là thứ hai thì nghỉ ngơi nên chú ba rê tô ý ra suy sẻ là và cuối tuần thì cũng có thể làm việc ạ. Rồi chúng ta xem trên này nào. Lý do tại sao bạn nam đến đây? Bạn nam đang đi tìm việc đúng không ạ? Ý ra đi đưa khu âm gì ta? Bạn ấy đang tìm việc. Câu 939 nè. Bạn ấy đang đi tìm việc. 939 là câu 2. Và hãy chọn cái đáp án mà không đúng với cái lời giải thích về bạn nam này. 939 là gì? Bạn ấy đã từng làm việc, đã làm việc ở trung tâm chuyển nhà là không đúng à. Trước đây bạn ấy chưa từng làm. Đây nè, 일한 적이 있으세요? 아니요, 없습니다. Vâng, chưa ạ, tôi chưa từng làm. Rồi, câu 940, tập 1 nào. 여자는 누구와 같이 경주에 가려고 합니까? Bạn nữ này định đi đến Gyeongju cùng với ai? 친구 ở đây là bạn này. Thùng sen là gì? Em này.
남편 là chồng này. 부모 là gì ạ? Bố mẹ. 여자는 무엇은 타고 경주에 가라고 합니까? À, bạn nữ này định đi đến Gyeongju bằng cái gì? 기차 là xe lửa này. 버스 là xe buýt này. 비행기 là máy bay. Và 자동차 là xe ô tô ha. Để xem tôi đoạn hội thoại nói gì nào. 저는 이번 주말에 경주에 가려고 하는데 vào cuối tuần này. 이번 주말에 cuối tuần này. Tôi định đi đến Gyeongju. Gyeongju에 가본 적이 있어요? Bạn đã từng đi đến Gyeongju chưa? 네, 작년에 부모님을 모시고 tôi đón bố mẹ tôi hoặc là đưa bố mẹ tôi ha. Đưa bố mẹ tôi từ 작년에 부모님을 모시고 가봤어요. Tôi đã đưa bố mẹ tôi đến đến đó vào năm ngoái, 작년 là năm ngoái ha. 못하고 갔어요? Anh đi bằng cái gì ạ? Anh đã đi bằng cái gì? 부모님 기차 여행. À, 기차 여행 là du lịch xe lửa. 좋아서 vì thích cái du lịch xe lửa nên là 기차로 갔다 왔어요. Tôi đã đi bằng 기차 là vì xe lửa ha. 지수 씨는 어떻게 갈 거예요? 지수 thì đi như cái bằng đi bằng cách nào ạ? 자동차로 xe ô tô ha. 갈 거예요. Tôi sẽ đi bằng xe ô tô. 친구 두 명 하고 같이 가요. Và đi cùng với hai người người bạn ha. 지수 씨가 운전해서 가요. À, bạn 지수 lái xe rồi đi đúng không? 아니요. Không. 친구가 운전할 거예요. Bạn của tôi sẽ lái xe ạ. 운전하기를 좋아하는 친구가 있거든요. Vì là gì? Có người bạn. Vì có người bạn thích việc lái xe. Rồi, xem thử nào. Bạn nữ này đã đi cùng với ai đi đến Gyeongju? Là gì? Đi cùng với bạn ha, đi cùng với bạn đến Gyeongju. Và bạn nữ này định đi đến Gyeongju để làm bằng cái phương tiện gì? Ha, là bằng phương tiện gì? Xe ô tô ha. Năm ngoái thì bạn kia bạn đưa bố mẹ bạn ấy đi bằng xe lửa. À, còn năm nay thì bạn này đi định đi xe bằng ô xe ô tô ha. Rồi, cái bài học tới đây là kết thúc rồi. À, một cái bài nó hơi dài, cái đoạn văn nó hơi dài. Nên mình tách ra tầm 20 câu để giải một lần nhé. Thì giải nhiều quá cũng đuối, không có giải hết được. Và lúc mà viết á, tay nó cũng toát mồ hôi rất là nhiều. Nên là chữ nó hơi xấu, mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người học tốt. Và nếu mà nói mà nhanh quá, mọi người cố gắng tua lại nhé. Tại vì mình cũng có những cái lớp bài dạy vào buổi chiều á. Mình có khi mình dạy buổi chiều hoặc là mình quay cho mọi người. Cũng chỉ là cái thời gian mà buổi tối mình tranh thủ được có một tiếng, tiếng mấy thôi. Thì với cái lời hứa với một cái bạn là sẽ cố gắng quay hết những cái video cho các bạn ấy học vào kịp tháng 4 năm 2023. Thì đó là lý do mình đã cố gắng quay hết những cái bài giảng có thể cho mọi người học online ở nhà nhé. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.